Chào mừng các bạn đến với khóa học Power BI nâng cao của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Đây là một ứng dụng giúp cho người sử dụng truyền đạt các ý tưởng, nội dung và hình ảnh đến người nghe và người nhìn. Vậy làm sao để có được một Power BI chuyên nghiệp từ hình ảnh cho đến chất lượng giúp các bạn truyền đạt được thông tin một cách tốt nhất? Hãy đến với Trung tâm Kế toán Việt Hưng giúp các bạn vận dụng tốt được các kiến thức thủ thuật nâng cao vào ứng dụng thực tế. Hướng dẫn cách trình bày thông tin một cách có hệ thống, cách tạo điểm nhấn nổi bật, sự khác biệt gây thu hút khi trình chiếu các slide, thành thạo các thao tác tạo lập và trình chiếu Power BI, làm quen các dạng bài thuyết trình truyền cảm hứng, nắm được các thủ thuật thiết kế dùng thuyết trình và cách sử dụng hội họa, hình ảnh, biểu đồ và đồ thị có sự liên quan và chính xác, kinh nghiệm để tránh lạm dụng các định dạng và các trình chiếu trên slide là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học Power BI nâng cao của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ lựa chọn hình thức học online hoặc một giáo viên kèm một học viên và học trên 9 chứng từ của Trung tâm Kế toán Việt Hưng, giúp các bạn đúc kết được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sau khóa học Power BI nâng cao. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ.